Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải làm sao để tính khối đa diện ABCD MNP. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải mẹo. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hình như thông tin của bài. Sau đó chúng ta nối hai điểm B nhỏ BD lại. Này là nằm trong mặt phẳng ABCD. Sau đó chúng ta sẽ có mặt phẳng SBD và mặt phẳng SCA. Chúng ta thấy nó giao nhau tại vị trí này. Sau đó từ vị trí này chúng ta kẻ lên đường thẳng này nằm trong mặt phẳng SBD và mặt đường này cũng nằm trong mặt phẳng SCA. Như vậy cái điểm ở đây nè chính là cái để nói thiết diện, chúng ta sẽ có là K đi. Chúng ta nói lại từ K với lại M và K với lại B. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn che mẹo cho. Bây giờ chúng ta thấy có M, có chữ B, có chữ A. Giả sử bây giờ chúng ta di chuyển chữ K này nè đi vào trong thì chúng ta sẽ có một cái hình như thế này. Thì chúng ta sẽ ra hình như thế này. Bây giờ mình sẽ sử dụng phương pháp tính tỷ số giữa thể tích S, SMAB và SBAD. Như vậy chúng ta sẽ có ba cạnh như sau. Đó chính là SM, GS, B. Nhưng với lại SB, GS, D. Và SA, GS, A. Bây giờ SM, đó chính là 1 phần 2 của SB. Và SB này chính là bằng sẽ bằng 1 phần 3 của SD là cái này. Cái này bằng 1. Như vậy chúng ta rút gọn lại là cái này chia cho cái này sẽ bằng 1 chia 6. Vậy chúng ta đẩy cục này lên đây. Như vậy, thể tích của SMAP trong khoảng này nó sẽ bằng 144 chia cho 6. Và chúng ta sẽ có là 24. Nhưng đề bài đang nói về cái A, B, C, D, M, N, P. Chính là cái chữ K mình đặt ở đây rồi đó. Như vậy, nhưng nếu chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy 24 chính là cái phần phía trên. Nếu chúng ta lấy 144 trừ 24, chúng ta sẽ có 120. Bây giờ, nếu chúng ta di chuyển cái điểm này đi ra xa thì cái phần dưới đáy này nè nó sẽ tăng lên. Tại vì sao? Khi chúng ta di chuyển cục C này thì điểm N này cũng di chuyển. Nếu chúng ta di chuyển xa xa đi thì cái đỉnh này nè nó sẽ đi xuống và giao với cái đường này luôn. Cho nên thì phần đáy thể tích đáy dưới đây nó sẽ tăng lên, trong khi thể tích phần trên thì nó sẽ giảm xuống, tại vì hai cái đỉnh này sẽ bị giao nhau. Như vậy cái cục này phải lớn hơn 120. Số lớn hơn 120 trong đáp án chỉ có câu A. Cảm ơn mọi người xem video của mình.